Đưa cho con hỏi Đức Phật, từ khi còn là một vị Bồ Tát thì ngài đã không hành dâm dục nữa rồi phải không? Nếu vậy thì có phải kiếp chót ngài ngài đã không hành dâm nữa, sự ra đời của ngài Rahu Lá chỉ là do mật hạnh hay là do sự phát nguyện trợ duyên cho Đức Thế Tôn đúng không? Con không hiểu vì sao khi có nhiều người hỏi nhiều câu này thì họ giải thích rằng khi đó Đức Phật vẫn còn là người thường nên vẫn còn quan hệ vợ chồng. Nhưng con là tin tưởng ngài không còn ý niệm nào đến ái dục cả. Xin sư Hoàng nghĩ chia sẻ. Giờ sư nói quý vị không tin thì giờ làm sao vậy? Ừ? Quý vị nên hiểu như thế này nè. Gọi Bồ Tát ấy, đó không phải là một quả trứng. Nha. Bồ Tát không phải là một quả trứng. Và chỉ khi nào mà một vị phàm nhân á đắc A-na-hàm trở lên thì vị ấy mới diệt trừ được dâm dục. Còn khi mà chưa có đắc được A-na-hàm trở lên ấy thì vẫn còn bị ảnh hưởng. Cho nên cái chuyện mà Bồ Tát á, khi ngài chưa có xuất gia, chưa chứng đắc đạo quả thì ngài vẫn quan hệ nam nữ bình thường. Ừ. Nhưng mà sư lặp lại nè, đó là cái sự tiết chế trong cái dục lạc á, của Bồ Tát rất là nhiều, không có giống như chúng ta đâu. Tiết chế là như thế nào? Okay. Sư không nhớ rõ con số. Nhưng mà ngài có một có bài Gia Du Đà La là chính thất chính thê, tức là bà hoàng hậu chính. Nhưng mà bà ngài có như là hơn 100 hay là 1.000 thiếp, mình thời năm này gọi là thiếp, tức là vợ mà dưới cái vợ cả đó, là mấy bà vợ nhỏ của dòng tộc Sát Tế Lỵ, 100 1.000 người gì đó, tôi không nhớ rõ con số thôi. Nhưng mà ngài chỉ động chạm, chỉ có sinh hoạt với duy nhất bà Gia Du Đà La, chứ bà những cái cô vợ nhỏ đó ngài không có đụng tới. Mặc dù á là họ cũng là lấy ngài đó, ở với ngài trong mấy cái tòa lâu đài mà ngài không có đụng gì tới hết. Cho nên cái khả năng kiểm soát ái dục của ngài ngài vẫn có chứ phải không, nhưng mà kiểm soát là kiểm soát, nhưng mà kiểm soát ở mức độ nào đó thôi. Điều thứ hai nữa quý vị nhớ như thế này, là trong cái giai cấp Bà La Môn á, giai cấp Bà La Môn thời Đức Phật nha, chứ không phải là thời bây giờ đâu, là một tháng ấy, trong cái quan điểm của giai cấp Bà La Môn á, một tháng họ chỉ gần gũi với người vợ của họ đâu chừng 1 đến 2 lần thôi. Bởi vì họ nói đó, con bò một tháng nó chỉ gần con bò đực nó chỉ gần gũi với con bò cái một tháng chỉ có 1 tới 2 lần thôi, mà nếu như mình vượt quá con số này là mình còn thua con thú nữa. Cho nên cái sự kiểm soát về cái vấn đề tính dục của giai cấp quý tộc á nó rất là cao, chứ không phải là nó bừa bộn như là những cái tầng lớp bình dân. Và sư lặp lại một lần nữa, do ngài vẫn còn là phàm, khi ngài chưa có xuất gia thì ngài vẫn còn là phàm, và vẫn còn là phàm thì ngài vẫn sinh hoạt vợ chồng như thường. Đừng có đem ngài lên cái mức độ thánh, tức là ngài chưa chứng thánh thì đừng nghĩ ngài là thánh nha, ngài chưa chứng thánh thì đừng nghĩ ngài là thánh đấy.
Cho nên ấy, là ngài vẫn là còn là người thường, chưa chứng thánh thì ngài vẫn còn là người thường. Và xin thưa với quý vị nha, cho đến khi ngài xuất gia thì khi đó ngài mới từ bỏ những cái ý niệm về ái dục. Chỉ khi nào bắt đầu từ cái giây phút mà ngài xuất gia đó, ngài xuất gia, ngài tìm đạo đó, từ khi đó ngài mới có ba cái chánh tư duy, tức là ly dục tư duy, vô sân tư duy và bất hại tư duy. Còn khi mà ngài chưa xuất gia thì ngài vẫn còn cái dục tư duy, tức là ngài vẫn còn cái suy nghĩ về ái dục. Mà nói theo Milinda Banha đó, tức là khi mà ngài còn ở trong cung điện đó, ngài vẫn còn trong vòng tay của nữ nhân đó, ngài vẫn còn hưởng thụ những cái dục lạc thế gian, là ngài khi đó ngài vẫn còn đang nằm trong vòng tay của ma vương, ngài chưa có thoát.